Lexus sắp ra mắt 3 mẫu ô tô điện mới. 3 mẫu xe đến từ Lexus bao gồm một chiếc sedan, một SUV và một mẫu xe thể thao. Cho đến cuối năm 2021, những người hâm mộ hầu như không thấy những động thái của Toyota, Lexus khi nói đến ô tô điện. Hiện tại, nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản đã giới thiệu không dưới 16 mẫu concept xe điện của mình, bao gồm cả Lexus RZ 450E 2022 sắp ra mắt dựa trên nền tảng tương tự như Toyota BS4X. RZ sẽ là chiếc Lexus chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên được bán tại Mỹ, nhưng những kế hoạch sau đó của hãng còn ấn tượng hơn. Trong lần hé lộ đoạn giới thiệu của mẫu xe, Lexus đã cho thấy những gì trông giống như một bản kế nhiệm dòng xe Lexus LFA huyền thoại chạy hoàn toàn bằng điện. Chiếc xe đó chỉ được hiển thị từ phía trước, nhưng bây giờ Lexus đã đăng nhiều góc hơn trên tài khoản Facebook Nhật Bản của mình. Cùng với những hình ảnh mới, chiếc xe có tên khái niệm chính thức Lexus Electrified Sport, xe điện thể thao và mô tả mới. Một mẫu xe tượng trưng cho tương lai của Lexus, thách thức mọi giới hạn. Electrified Sport không phải là mẫu xe duy nhất mà Lexus sẵn sàng mang ra trước công chúng. Tất cả còn được thấy mẫu xe Lexus Electrified Sedan, một chiếc xe mà công ty cho là chuyến hành trình phức tạp nhất từ trước đến nay. Chiếc xe này rõ ràng trông giống như một phiên bản điện kế thừa của Lexus ES Sedan, một chiếc xe gần đây đã nhận được bản nâng cấp năm 2021. Mẫu concept này vẫn giữ nguyên hình dáng tổng thể giống như ES, nhưng với thiết kế tương lai hơn và đường mua xe giống những chiếc Coupe. Một chiếc xe như vậy có thể là đối thủ với Tesla Model 3. Ngoài chiếc xe thể thao và sedan điện khí hóa, Lexus Electrified SUV đã cho thấy một mô hình lớn hơn cả chiếc RZ sắp ra mắt có thể trông như thế nào. Trong khi RZ mang trên mình thiết kế nhỏ gọn, mẫu concept này có vẻ ngoài thuộc hạng trung, có thể có 3 hàng ghế. Một chiếc xe như vậy sẽ đóng vai trò là sự thay thế hoàn hảo cho Lexus RX hiện tại, bắt đầu được ra mắt từ năm 2015. Trong khi giới thiệu những người kế nhiệm của LFA, dòng xe mang tính di sản của hãng, Lexus cũng đã giới thiệu một chiếc mui trần và một chiếc hatchback gầm thấp. Hai mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ chi tiết hơn, nhưng có lẽ hãng xe Nhật Bản sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin.